Chào các bạn, đây là chương trình của bài học tiếng Trung. Sau đây thì trung tâm S sẽ giới thiệu cho các bạn về dụng bộ thủ tiêu biểu thường gặp khi học phương án hiện đại. Đầu tiên ta có bộ khẩu là cái miệng, bộ vi là vây quanh. Để phân biệt thì bộ khẩu là hình thang, còn bộ vi là hình vuông. Tiếp theo ta có bộ nhật là mặt trời, bộ bạc là màu trắng, bộ mục là cái mắt, bộ tự là tự mình. Bộ lữ là người phụ nữ. Bộ tử là đứa con. Bộ nhân là con người. Dọc ra là nhân đứng, ngang ra là nhân nằm. Bộ xích là bước chân trái. Bộ hành là đi. Vừa rồi ta có bộ nhân là con người, hơi khác một tí thì là bộ khiếm, thiếu thốn, nợ. Bộ hỏa là nửa. Bộ tâm là trái tim. Bộ tiểu là bé nhỏ. Bộ đại là to lớn. Bộ khuyển là con chó. Bộ mình là trùng lên, đậy lên. Bộ miên là mái nhà. Bộ đầu vô nghĩa. Bộ lập là đúng. Bộ tân là vị cay, đau khổ. Bộ âm là âm thanh. Bộ hán là sườn núi, vách đá. Bộ miễm là mái nhà. Và để dễ phân biệt thì mình cứ nhớ nó là kết quả rộng rãi. Bộ ngạch là bệnh tật. Bộ thi là thi thể. Bộ hộ là cửa nơi cánh. Và cũng để dễ nhớ thì mình sẽ nhớ nó là chữ hộ, hộ gia đình ấy. Bộ trúc là cây trúc. Tiết là cái đốt tre. Bộ đao là con dao, là cái đao. Bộ lực là sức lực. Bộ mộc là cái cây. Bộ gà là cây lúa. Bộ hương là hương thơm. Bộ mễ là gạo. Bộ biện là phân biệt. Bộ kỷ là cái bàn trà. Bộ nghi là đứa trẻ. Bộ kiến là gặp, trông thấy. Bộ bối là vật báu. Bộ hiệp là trang giấy. Bộ thủ là cái tay. Bộ mơ là cái lông. Lông là lông thú. Bộ vũ là lông chim. Bộ cam là vị ngọt. Bộ nhĩ là cái tai. Bộ tịch là đêm khuya. Bộ nguyệt là mặt trăng. Hơi khác một tí là bộ dụng, là sử dụng, dùng. Bộ giác là sừng. Bộ ất đứng ở vị trí thứ 2 trong 12 thiên can. Bộ bao là bao bọc. Bộ bốc là xem bói. Bộ cấn cũng là xem bói. Nhưng bộ cấn thì có nghĩa là cứng cỏi nữa. Bộ thực là thức ăn, thực phẩm. Ngôn là lời nói. Bộ môn là cái cửa.
bộ hữu và lặp đi lặp lại. Bộ chỉ là đến từ phía sau. Bộ phòng là đánh khẽ. Bộ chi là cái cành cây. Bộ bì là dai. Bộ phụ là bố. Bộ văn là văn chương. Bộ tày là đều. Bộ thổ là đất. Bộ sĩ quan là sĩ. Bộ tan là thiên can. Chữ can thì có nghĩa là cô giáo. Cung là cái cung. Bộ thử là cái mũi tên. Bộ mâu là cái giáo. Bộ thù là loại binh khí dài. Bộ giặc là chiếm đấy, bạn đấy. Bộ qua là cái qua. Tất cả những cái này thì đều có cụ từ chiến tranh. Bộ chảo là cái móng vuốt. Bộ qua là bộ ngoại là cái viên ngói. Bộ đấu là cái đấu để đau. Bộ sơn là núi. Bộ sành là đồ sành. Bộ mãnh là cái đĩa. Bộ huyết là máu. Bộ huyệt là cái hang. Bộ bát là số 8. Ngửa lên là bát ngửa, nghĩa vẫn vậy. Bộ thủy là nước. Bộ băng là băng. Bộ thốn là đơn vị đo. Một thốn thì bằng 3.33 cm. Bộ châu là cái thuyền. Điền là ruộng. Bộ ngư là con cá. Bộ mã là con ngựa. Bộ điểu là con chim. Bộ thỉ là con lợn. Bộ trường là dài. Bộ cao là cao. Bộ uông là yếu đuối. Bộ long là con rồng. Bộ tệ là con nhím. Bộ giật là cái bút. Bộ trùng là các loại côn trùng. Bộ đậu là đỗ. Bộ dẫn là bước dài. Bộ sức là trực bước đi trở dừng lại. Bộ dẫn là trong phạm vi đi gần. Còn bộ sức là ở phạm vi đi xa. Bộ thất là đơn vị đo cho tấm vải. Thất thì bằng 33.33 mét. Bộ tẩu là chạy, tuần. Bộ xa là đánh xe. Bộ lý là làng. Chữ lý thì có nghĩa là bên trong. Chủy là cái thìa. Bộ tỉnh là so sánh. Bộ chỉ tạm dừng. Bộ túc là cái chân. Bộ công là công việc. Bộ ngọc là viên ngọc. Bộ dương là con dê. Bộ kim là vàng, kim loại. Bộ truy là con chim đuôi ngắn. Bộ tư là riêng tư. Bộ yêu là út, nhỏ nhất. Bộ mịch là sợi tơ.
tường, một cái giường, một phía và tấm phía, cũng như là và của vũ là mưa, của diện của mặt. Bộ pháp là gió, bộ phi là tay, bộ khí là không khí, bộ á là hướng tây, bộ rộng là ngôi thứ 10 trong địa chi. Mình thì mình thấy cái này là cái vò rượu. Bộ tỉnh của bản thân mình, bộ sắc, màu sắc, hàng là màu vàng, bộ hắc là màu đen, bộ thanh là màu xanh, bộ phục là gò đất, đống đất, bộ ấp là vùng đất không cho quan. Hai cái bộ này thì có cái nguyên thể rất là giống nhau, và để phân biệt cái nào là gò đất, cái nào là vùng đất thì ta có bộ phục thì nó sẽ nằm ở vị trí bên trái. Còn bộ ấp thì nó sẽ nằm ở vị trí bên phải. Mình nghỉ đi nhá. Thế thì có bạn hỏi là nhiều bộ thế này thì học bao giờ mới xong? Các bạn cứ học đều đều mỗi ngày 10 bộ thì tầm 1 tháng là xong. Dục hành viễn, tất tự nhĩ, muốn đi xa thì phải đi từ từ, đúng không ạ? Thế còn cách học như thế nào mới hiệu quả thì mình học chữ Hán là bộ thủ song song luôn. Có rất là nhiều cái cách học, nhưng mình thấy cái cách học chữ Hán có nghĩa bộ thủ và câu chuyện của thầy Phạm Như Châu là hiệu quả nhất. Các bạn không thể nào tìm được cái cách học chữ Hán nào nhanh hơn, dễ hơn mà nhớ lâu hơn nữa đâu, mình cá đấy. Thế thì ở trong các video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về chữ Hán theo cái cách này, nhưng mình sẽ kể cho cái câu chuyện khác. Mình thử tí nhá. Ta có bộ ngưu là con trâu, bên trên nhân nằm là con người, bên dưới bộ thập là số 10. 10 người có tập nổi con trâu đúng không ạ? Trâu nó khỏe lắm. Thêm một gạch là bộ sinh, sinh sống. Bên dưới bộ thổ là đất, người ở trên đất thì để sinh sống. Bộ thổ là đất, kết phải dùng lên đấy. Bộ chủy là thìa, ghép vào nhau ta được chữ não, có nghĩa là già. Ông bị đau chân, nó sưng nó tấy, đi trên mặt đất, ông phải chống gậy, ông còn phải ăn cả bằng thìa nữa cơ. Rất hay đúng không ạ? Tính tới đây thì chúng ta đã đi qua hơn 150 bộ thủ rồi đấy. Còn bạn nào muốn tất cả hình ảnh về toàn bộ 214 bộ thủ như này thì có thể đăng ký kênh và để lại email cho mình sẽ gửi cho từng bạn một. Ok, today lesson here is the end. Thank you very much for watching. I hope you will like it and subscribe my YouTube channel to watch all other special videos the next time.